Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Vietjet đồng loạt mở lại 10 đường bay đi đến Cần Thơ, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Vietjet vừa chính thức công bố khai thác trở lại 10 đường bay đến và đi từ thành phố Cần Thơ, đồng thời tung gói khuyến mại khủng. Vietjet vừa công bố khai thác trở lại loạt đường bay kết nối Cần Thơ với Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và các đường bay quốc tế kết nối Cần Thơ với Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Seoul, Hàn Quốc, Bangkok, Thái Lan. Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 8 tháng 4 năm 2022, Vietjet dành tặng khách hàng 10.000 vé khuyến mãi giá chỉ từ 10.000 đồng, chưa bao gồm thuế phí, cho tất cả các đường bay trong nước đến và đi từ Cần Thơ với thời gian bay từ ngày 5 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2022, không áp dụng cho các ngày lễ Tết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe của Tri Cục Thủy sản Thanh Hóa đã gây tai nạn khiến hai người tử vong. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông, trú tại phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, lái xe của tri cục thủy sản Thanh Hóa. Sau khi bị khởi tố, hành vi điều khiển xe gây tai nạn khiến hai người bán hoa quả trên vỉa hè thiệt mạng, tài xế Nguyễn Văn Thông được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Thông là người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong vào ngày 27 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, với 102 km bờ biển và 30 tuyến sông, Thanh Hóa là tỉnh có tình hình giao thông đường thủy hết sức phức tạp. Thư hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông Mã, sông Chu nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy ngay trước mùa mưa bão, phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố có tuyến đường thủy tiếp tục phát động phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước tuyến sông an toàn bên cạnh đó chủ động xây dựng các phương án kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự giao thông thủy cho chủ tàu thuyền người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện hoạt động thủy nội địa nghiêm cấm phương tiện chưa có đăng ký đăng kiểm người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn hoạt động Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm trật tự giao thông thủy trên các tuyến sông Mã, sông Chu. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện lập biên bản xử phạt hành chính 61 trường hợp phương tiện vi phạm với các lỗi như không có đăng ký, đăng kiểm, chở quá vạch dấu mớn nước, chở quá số người quy định, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn, thiếu trang thiết bị an toàn, bơm hút cát trái phép. Không có thời gian này, đi học hành gì phạt này các những cơ quan hạ đúng xứng đáng thôi. Sắp tới là cố gắng sưu xếp đi học cái chính trị. năm là đội cảnh sát đường thủy cũng chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, tham mưu cho giáo đốc công an tỉnh là có các cái kế hoạch điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương để tham gia uh, kiểm tra đôn đốc và xử lý đối với là các bến phương tiện và người điều khiển phương tiện đò ngang là có những cái vi phạm trong cái quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến sông kênh cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ xử lý chất đề để... Phòng Cảnh sát Hòa thông đang tiếp tục chỉ đạo đội Cảnh sát Đường Thủy bên cạnh chuẩn bị phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra, nhất là chuẩn bị ứng phó với mùa bão lũ. Duy trì tổ công tác, siết chặt tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm trật tự giao thông thủy, chấn chỉnh, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.